Vâng, tôi sẽ xuống bên dưới ghi hình cho quý vị xem những tác phẩm bonsai. Đây là khu trưng bày của câu lạc bộ Hoàng Long Thanh Hóa. Một cây phi lao cỡ lớn, nhìn rất nghệ thuật. Vâng, một tác phẩm khế, dáng tự nhiên rất điệu. Cây già cổ. Anh Lý ơi, những dàn xanh khá ấn tượng. Vâng, cây xanh huyền bám đá, dăm rất dày. Vâng, đây là một cây me. Cây me dáng siêu nghệ thuật, bông tán bài trí hợp lý, có dạng côn hình chiếc nấm, nhưng vẫn thể hiện được bài mái. Những tay vẫn tách bạch thành nhiều mảng, nhiều lớp, nhìn khá ấn tượng và đẹp. Phải nói là tôi rất có ấn tượng với cây me này. Dòng me là một dòng bonsai khó làm. Để chinh phục được những cái cây me này thành những tác phẩm nghệ thuật thì đòi hỏi tay nghề của nghệ nhân phải rất kiên nhẫn và có độ tỉ mỉ cao mới làm được. Vâng, tác phẩm xanh. Nhìn cũng khá ấn tượng. Xanh cổ. Vâng, cây nhìn rất quen. Tôi đã quay trong triển lãm Thanh Hóa năm 2017. Một cây song thụ. Vâng, tác phẩm này được xếp vào những tác phẩm bonsai đẹp. Cây này tôi cũng đã quay trong triển lãm Thanh Hóa năm 2017. Rất ấn tượng. Là một tác phẩm xanh nghệ thuật. Đây là một cây bằng lăng. Cây bằng lăng này nhìn ấn tượng. Cây lùn lực.
một cây trang hồng. Vâng, tôi phải lưu lại cái hình ảnh của cây này. Đây là một cây si đỏ. Một tác phẩm xanh. Đây cũng là một tác phẩm xanh rất đặc biệt. Cây già cổ ôm trên một cái khối gỗ, rễ bám rất chặt thành một tác phẩm nghệ thuật không thể tách rời. Vâng, tại vị trí này cũng được tạo lũa một chú cóc ngậm tiền, khá ấn tượng. Một khối gỗ lu không biết là gỗ gì cũng được khắc chữ ở trên này. Mộc xuất thiên chi. Vâng, có cả giò lan bám ở đây nữa. Câu lạc bộ Hoàng Long Thanh Hóa là một câu lạc bộ chơi cây khá chất lượng và có chiều sâu. Như trong triển lãm Thanh Hóa lần trước, quý vị cũng đã được chứng kiến những cái tác phẩm đẳng cấp. Và lần này đến với Hà Nam thì Thanh Hóa cũng đã mang đến những cái tác phẩm mang tầm cỡ và có chiều sâu. Tác phẩm xanh lồn lực, dăm dày rụt rịt như những cánh san hô, rất đẹp. Vâng, một cây si, một cây si dáng huyền thế thác độ, cây khá già. Đây cũng là một trong những tác phẩm đẹp và nghệ thuật, chứng tỏ lối chơi rất công phu. Một cây hải châu vâng, đây cũng là một cây xanh dáng nàng khá già và đẹp. Cũng là những tác phẩm xanh. Những nghệ nhân bonsai của Việt Nam và tiêu biểu là những nghệ nhân bonsai của Thanh Hóa chơi cây rất trau chuốt. Trau chuốt từ những chiếc chậu
quý vị xem. Tôi rất thích những chiếc chậu này. Rất đẹp. Vâng, đây là một cây đè trắng. Trước đây quay cây này trong triển lãm Thanh Hóa thì đã được bứt lá đi. Cũng như đợt này, những chiếc lá vẫn còn giữ được cái phong độ của đợt trước. Rằm rất nhỏ. Những chiếc lá này chỉ nhỏ bằng móng tay. Phải nói là một tác phẩm công phu, cổ kỳ mỹ. Vâng, đây cũng là một cây sam. Tôi thấy ghi trên biển là cây sam, bởi vì loài cây thì có rất nhiều, có rất nhiều những dòng cây mà tôi không biết mà các nghệ nhân đã đưa vào làm bonsai. Trái rất nhiều. Một cây tùng dáng huyền thế thác đổ. Một tác phẩm xanh cổ, ôm đá, ôm chặt lấy khối đá nhũ hang động. Phải nói là thán phục nghệ nhân Việt. Vâng, cây lộc vừng rất đẹp. Đây là một cây linh sam được làm lũa khá ấn tượng. Một cây thiên tuế như một bàn tay của Phật Bà, cũng rất nghệ thuật và ấn tượng. Đây là một trong những cái tác phẩm thiên tuế rất đẹp. Vâng, tác phẩm xanh này là tác phẩm xanh lùn lực, tầm trung nhỏ, côn cây và bông chi răm dày rụt rịt lại, tạo nên vẻ cổ kính cho tác phẩm này. Bộ thân bệ này đã ôm trọn khối đá ra voi bên trong và mịt chặt. Vâng, cây thì còn rất nhiều. Để ghi hết được các khung hình đây thì phải mất rất nhiều thời gian. Và dung lượng pin trong máy của tôi cũng không cho phép kéo dài như vậy. Tôi sẽ ghi lướt qua một lượt để cho quý vị xem cái khu trưng bày bonsai của câu lạc bộ Hoàng Long. Rất đẹp, ấn tượng.
Vâng, tôi xin dừng video clip tại đây. Quý vị hãy nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhớ bình luận bên dưới video để chúng ta cùng thảo luận và tham khảo, học hỏi lẫn nhau. Xin chân thành cảm ơn. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.